Rồi, cái từ này có một số bạn đọc sai là các bạn hay đọc là exactly hoặc là exactly. Thứ nhất là các bạn sai cái âm giữa là âm giờ, không phải âm sờ ha. Và cái âm T ở ngay vị trí đây các bạn sẽ không cần phải bật hơi nó ra đâu. Khi mà cái âm T nó tận cùng của bất kỳ một từ nào đó hoặc là trong một từ như thế này và từ tiếp theo của các bạn nó bắt đầu bằng một cái phụ âm thì cái âm T đó nó sẽ được chặn lại ha, mình sẽ không cần phải bật nó ra. Vậy thì các bạn chỉ cần đọc là exact. À, âm đầu là âm y ngắn ha, ik. Y với g là ik, ik. Tiếp theo là âm giờ rung cổ lên, z, ak, dạ, dạ. Thì cái gì zak là tận cùng là âm k thì các bạn chỉ cần đưa cuối lưỡi lên thôi, zak. Xong rồi cái âm t đó các bạn chỉ cần để đầu lưỡi lên, ha, zak. Xong các bạn chuyển sang lì luôn, đừng bật ra nhé. Exactly, 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 exactly.